chào tất cả mọi người, hôm nay mọi người khỏe không? Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến thăm một cái home nhỏ bán toàn là những trái bí đỏ để trang trí ngày Halloween thôi. Mùa này ở Mỹ là mùa lễ hội ma quỷ, lễ hội Halloween đó, cho nên người ta bán rất là nhiều trái bí đỏ, trái bí ngô, gọi là trái phỏng kiền tiếng Anh. Thì hôm nay gia đình của mình sẽ mời mọi người cùng lên chiếc xe này và cùng đi đến một cái home nhỏ để xem những trái phỏng kiền thiệt là đẹp ha. Video hôm nay cũng giống như những video lần trước mình đã giới thiệu đến cho mọi người, cũng chỉ là những trái phỏng kình thôi. Từ cách nhà mình chạy xuống đây tầm khoảng 45 phút, thành phố này gọi là thành phố San Mateo, nằm ở County Hatch Mumbai. Mình ở San Phan thì đi qua đây cũng gần, không có xa. Ở dưới này người ta họ trồng rất là nhiều trái phỏng kình và cây thông. Sắp tới thì qua lễ Halloween xong rồi thì sẽ đến lễ Noel, thì người ta họ cũng sẽ bán những cái cây thông Noel được chặt từ ở home ở dưới thành phố này trồng. Vậy thì bây giờ mình mời mọi người cùng với gia đình của mình cùng ngồi lên chiếc xe này chở tới cái home nhỏ này ha. Cái home này chỉ bán trái phỏng kình thôi. Và mình cảm ơn mọi người thật là nhiều đã xem video của mình. Mình chúc cho tất cả mọi người sức khỏe bình an, lúc nào cũng sống thật là an toàn, hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình thân yêu của mình. Nếu như yêu mến video, thích kênh của mình thì xin hãy đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất từ kênh của mình. Và bây giờ đó, chúng ta sẽ lên đường ha. Hẹn gặp lại mọi người ở cuối video của mình ha. Và mọi người thấy không, mình đã tới một cái phong nhỏ rồi nè. Bây giờ mình sẽ vô bên trong ha, để xem bán những trái phỏng kiền như thế nào ha. Một cái phong này, một cái phong nhỏ xinh thôi. Bây giờ mình tới đây cũng đã 4 giờ chiều rồi, cho nên là cũng hơi vắng người tới đây để xem và để mua. Tại vì mình tới đây cũng đã trễ rồi đó, cho nên người ta họ cũng chuẩn bị dẹp dần luôn. Ở đây thì người ta họ cũng có làm vài người hình nộm đó, bằng hình hơi đó, người ta họ trang trí để cho mình xem, để cho con nít nó vô nó chụp hình đó. Thì nếu như mình chụp hình thì mình chụp hình cũng được. Thì mỗi trái phỏng kiền ở đây thì có lớn nhỏ to bé, đều có mỗi giá cả đều khác nhau. Thường những trái nhỏ thì tầm khoảng 2-3 trái, 2-3 đồng một trái nhỏ thôi. Còn nếu những trái to bự thì tầm khoảng 10 đồng, 15 đồng là mắc nhất, không có mắc hơn. Tại vì ở đây là nơi người ta họ trồng ra đó, cho nên họ bán giá cả nó phải chăng, nó rất là rẻ. Còn nếu như ở thành phố như chỗ mình ở thì những trái phỏng kiền này sẽ rất là mắc, mắc hơn. Tại vì họ chuyển từ ở thành phố này nè lên tới thành phố chỗ mình ở họ bán thì cái giá cả nó sẽ tăng lên, nó sẽ mắc hơn. Với cái giá người ta họ trồng tại chỗ họ bán thì nó sẽ rẻ hơn. Thì bây giờ mình đang có mặt tại cái phone này thì họ cũng trang trí vài cái chỗ đó để cho mình thích chụp hình, cũng rất là đẹp và dễ thương. Còn kế bên thì cái chỗ chơi cho con nít nữa. Ở Mỹ người ta họ ưu tiên cái chỗ chơi cho con nít lắm. Đi bất cứ nơi nào, thành phố lớn nhỏ hay là dưới quê hay là ở trên thành thị cũng vậy. Bất cứ cái chỗ nào, từ trong bệnh viện hay là các chỗ khác, họ đều trang trí một cái chỗ dành riêng chơi cho trẻ nhỏ, con nít. Họ có thể bày bỏ ra những cái đồ chơi cho con nít nó chơi. Cái kiểu ở đây là như vậy. Ở Việt Nam mình thì thường mình ít thấy hơn, còn ở đây thì mình thấy như vậy rất rất là nhiều. Còn hơn nữa thì ở đây người ta họ có bán một chiếc xe bus bán đồ ăn nè. Thì trong này chỉ bán chỉ là hot dog và pizza thôi, mình có thể ngồi ăn và uống nước. Còn cái bên nữa thì người ta họ có làm một cái trại nhỏ nuôi con thỏ, con gà, con vịt, con dê để cho con nít nó tới nó coi, con nít nó tới nó xem đó mọi người. Thì khi ba mẹ lựa những trái phỏng kiền để mua về trưng Halloween thì trẻ nhỏ có thể vô đây để xem những con vật nè. Tất nhiên không phải đứa trẻ nào ở thành phố cũng có thể thấy được những con vật này ở ngoài như con của mình vậy đó. Chỉ có dẫn tới những nơi như vậy nè chúng nó mới biết, chứ không thì bình thường tụi nó cũng không có biết là cái con gà hay con vịt nó sẽ như thế nào. Cho nên thường là người ta họ hay bỏ ra những cái con đó để cho con nít nó coi. Mình cũng rất là thích coi, đừng nói gì là con nít. Người ta họ làm một cái zoo nhỏ, mọi người thấy không đó, có con gà tai, con gà ta, rồi có con dê nữa. Rồi cái bên này thì hình như có mấy con ngựa, con heo mà người ta họ nhốt đó hết trơn rồi. Ở đây thì con ngựa nè, mọi người thấy không, con ngựa này thì mình tới sớm á, thì người ta sẽ cho mình cởi, cho mấy đứa nít cởi đi chụp hình làm kỷ niệm. Vậy thì bây giờ đó mình sẽ đi tham quan những trái phẩm kiền ha. Ở đây người ta họ bỏ dọc quá trời đài đài luôn đó. Mình muốn lựa trái tới lớn tới bé tới nhỏ gì cũng được, có đủ kiểu đủ loại hết, mình có thể lựa.
những cái trái mình thích thôi. Một trái mắc nhất thì khoảng 20 đồng, trái nhỏ nhất tầm khoảng 3 đồng. Giá cả cũng vừa phải chăng nữa. Thì mọi người nhìn thời tiết mình quay lại, mọi người biết là bây giờ cũng là trời chiều đó, không phải là trời sáng. Mình tới đây là 4 giờ chiều rồi đó, cho nên trời nó hơi tối một chút xíu. Từ nãy giờ mình lo mình đi quay đó, không biết ba cha con nhà mình đi đâu mất tiêu rồi. Hai đứa con mình với cha nó chắc dẫn nhau đi lựa trái phẩm kỳ rồi. Và chắc lựa tuốt ở trên kia kìa, mọi người thấy không? Không biết có lựa được trái nào không. Thì con của mình năm nào Halloween nó đều đi mua trái đi về để cho ba của nó khắc cái hình tượng mặt người đó. Cho nên là nó rất là thích, cứ mỗi năm là chở tụi nó đi hà, thích lắm. Mình cũng còn thích nữa, mình cũng rất là thích tới những nơi vậy nè, thấy rất là vui và thoải mái nữa. Thằng con của mình nó chạy tới nè, mọi người thấy không? Rất là rộng lớn đúng không mọi người? Người ta bày bán rất là nhiều, rất là nhiều luôn. Xem đã con mắt luôn đó. Sydney con gái nhà mình hôm nay cũng lựa được một trái, nó ôm kìa. Trời bợ sao nổi trời, cái trái nó nặng nó bự. Nó cũng lựa được một trái, anh hai nó cũng lựa được một trái nữa. Trái này đẹp nè, nhà mình hôm nay sẽ lựa trái này. Quá trời luôn, đẹp quá trời đẹp luôn. Quay phim mà suy cái gì? Ok mọi người, vậy thì bây giờ mình sẽ chụp hình cho các con của mình. Các con mình nó cũng lượm được mỗi người một hai trái rồi. Bây giờ mình sẽ chụp hình và sau đó thì sẽ kết thúc video ở đây. Anh xã của mình đang cầm mấy trái bí ra để tính tiền đó. Và mình cảm ơn mọi người thật là nhiều đã xem video của mình, cùng mình đi đến cuối của video ngày hôm nay. Và nếu như yêu mến kênh, xin hãy đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất từ kênh của mình ha. Và xin chúc cho tất cả mọi người một lần nữa sức khỏe bình an. Và hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp của mình ha. Cùng với gia đình của mình tham gia mùa lễ hội Halloween ở Mỹ năm 2021 nha. Sẽ có rất là nhiều video thú vị sắp tới nói về ngày lễ Halloween. Mong rằng mọi người hãy đón nhận những video từ nhà mình ha. Và bây giờ mình xin tạm biệt và chào mọi người ha. Bye bye.